Xin chào anh chị, hiện tại là Hùng đang đứng ở trên vị trí đất Đinh Tiên Hoàng nha anh chị. Hiện tại là tầm khoảng cỡ 6 giờ tối nha anh chị. Hiện tại có rất nhiều là các anh chị đi tham quan vị trí đất. Đây Hùng sẽ quay một vòng cho anh chị xem nha. Có rất nhiều khách đi tham quan vị trí đất này anh chị. Đây là hiện tại là đèn đường đã có lên hết rồi nha anh chị. Đèn đường rồi rất là đẹp nha anh chị. Hạ tầng, chuẩn đô thị ra rất là đông vui luôn. Khu dân cư xung quanh. Đây, lát đây Hùng sẽ quay từ vị trí đất ra cái con đường Đinh Tiên Hoàng cho anh chị xem. Việt Nam 2020, nhà đầu tư gọi tên Cam Lâm.